Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Cách trị ho khan nhanh nhất bằng mật ong và quất. Ho khan là chứng ho không kèm theo đờm, thường gây ngứa họng, khan giọng và mất giọng, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và giao tiếp. Ho khan không hiếm gặp. Khi bị ho khan, nhiều người vội vàng mua thuốc và các loại viên ngậm trị ho hoặc là thuốc kháng sinh về chữa trị. Nhưng đây không phải giải pháp hoàn hảo khi bạn lạm dụng thuốc Tây y, sẽ gây ra rất nhiều tác dụng và tình trạng nhờn thuốc sau này. Nếu bạn đang gặp phải chứng bệnh đường hô hấp nhưng vẫn chưa biết làm cách nào để có thể khắc phục một cách đơn giản nhất và an toàn nhất, thì hãy áp dụng ngay cách trị ho dân gian hiệu quả mà kênh Mẹo Sức Khỏe HTV sẽ giới thiệu ngay sau đây với các bạn. Chúng ta sẽ cùng tham khảo nhé! Để thực hiện bài thuốc này thì bạn cần chuẩn bị cho mình khoảng 4 quả quất. Quả quất thường được biết đến với nguyên liệu chế biến nước giải khát, nhưng có thể nhiều người vẫn chưa biết quả quất có thể khắc phục các bệnh về đường hô hấp rất hiệu nghiệm. Theo Đông y, quất có tác dụng kiện tỳ, thông phổi, trừ đờm, trị ho khan, giảm uất, giải rượu. Loại quả này cũng chứa rất nhiều vitamin như là vitamin A, C, B1, B11, khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, kẽm. Rất tốt cho sức khỏe và nâng cao sức đề kháng tốt cho cơ thể. Ngoài quất ra thì bạn chuẩn bị thêm cho mình một chút mật ong nguyên chất nhé. Mật ong chắc không quá xa lạ với các bạn phải không? Mật ong giàu chất chống oxy hóa cùng nhiều chất khoáng, không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn có công dụng kháng viêm, kháng khuẩn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa quất và mật ong tạo thành một bài thuốc trị ho khan cực hay. Với hai nguyên liệu này thì chúng ta có cách thực hiện như sau. Đầu tiên với quất thì bạn chuẩn bị một bát nước muối pha loãng. Sau đó cho quất vào và rửa sạch đi cho mình. Quất sau khi đã được làm sạch, mình sẽ cắt thành các miếng nhỏ. Sau đó, bạn loại bỏ hết phần hạt của nó đi cho mình. Sau khi đã sơ chế xong thì bạn cho quất vào một bát sạch. Đây chính là những miếng quất của chúng ta. Bây giờ mình sẽ cho mật ong nguyên chất vào. Mình sẽ cho thêm một chút mật ong nữa nhé. Giờ đây, mình sẽ đem bát hỗn hợp này đi hấp cách thủy. Khi nồi hấp của chúng ta đã sôi, thì bạn đun nhỏ lửa khoảng 3 phút nữa là có thể tắt bếp đi được. Đây chính là bát hỗn hợp của chúng ta sau khi đã được hấp xong. Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Đối với trẻ nhỏ, các mẹ có thể cho bé uống khoảng từ 2 đến 3 muỗng một lần, đồng thời mỗi ngày có thể uống khoảng 3 lần. Còn đối với người lớn, người bệnh nên uống 4 muỗng một lần và 3 lần một ngày. Bệnh nhân có thể ăn cả vỏ quất để đạt được hiệu quả điều trị bệnh ho, viêm họng cao nhất. Với phương pháp chữa ho, viêm họng bằng quất và mật ong, người bệnh nên kiên trì thực hiện để bệnh có thể nhanh chóng khỏi. Thông thường, các triệu chứng ho sẽ nhanh chóng được cải thiện trong khoảng từ 3 đến 4 ngày. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh! Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên mục này, với nội dung trong video sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.